Chào em, thật là buổi tiến đại. Hôm nay thầy giới thiệu cho các em cách để các em có thể tính được giới hạn của hàm số hay là giới hạn của dãy số bằng việc bấm máy tính. Các em có thể sử dụng cách này để kiểm tra lại kết quả trong bài làm của mình. Thầy lưu ý ở trong video này chỉ áp dụng đối với các máy tính của Casio ở đời 570 hay 570ES và một vài máy tính của Vinaco. Rồi mình sẽ đi vào dạng đầu tiên. Dạng 1, giới hạn của dãy số và giới hạn dần tới vô cực. Ở ví dụ 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu về giới hạn của dãy số. Như các em đã biết thì giới hạn của dãy số thì người ta mặc định là n dần tới dưới vô cực. Rồi, để bấm máy, các em phải nhập được cái biểu thức này trước đã. Để nhập biểu thức này, các em làm theo thầy như sau. Các em ghi phân số này. Thầy coi cái n này là x gì. Và để viết x gì ta chỉ việc ấn alpha này và chữ x gì ở đây này. Ok, mình bấm nhé. Căn bậc 2 của x bình trừ đi 4x trừ căn bậc 2 của 4x bình phương cộng 1 chia cho căn bậc 2 của 3x bình cộng 1 trừ x. Sau khi kem đã nhập xong biểu thức này, kem bấm vào chữ CALC này. Thì ở đây n nó dần tới dương vô cực. N dần tới dương vô cực thì ta sẽ nhập một con số khá lớn. Thầy sẽ được nhập con số lớn như này. Thầy dấu bằng. Thì kết quả cho ra của ta là 1,366. Và kết quả đúng của bài này là trừ 1 chia cho căn 3 trừ 1. Và đó là ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai, để tìm giới hạn của một cái hàm số khi n dần tới vô cực. Ở con đầu tiên thầy sẽ nói trước là n dần tới dương vô cực. Nó dần tới dương vô cực thì nhập tương tự như biểu thức ở ví dụ 1, thầy nhập biểu thức. Sau khi em nhập xong biểu thức thì em ấn vào CALC. Rồi, cái con đầu tiên mình sẽ cho nó n dần tới dương vô cực trước nhé. Khi n dần tới dương vô cực thì mình nhập một biểu thức một số rất lớn. Ở đây thầy nhập biểu thức to số 9 đi. Rồi, thầy dấu bằng. Và kết quả cho ta ra xác kết quả đúng của chúng ta là 4,99 này. Tức là bài này ra 5, lim của biểu thức này bằng 5 khi n dần tới dương vô cực. Rồi, vậy thì đối với n dần tới âm vô cực thì sao? Ta nhập ngược lại thôi. Âm 99999. Rồi, chúng ta ấn bằng. Và kết quả của bài này khi mà x nó dần tới trừ 1. Dạng 2, giới hạn hàm số hữu hạn. Ở ví dụ 3 này, trong con A thì tìm lim của biểu thức khi x dần tới 0. Và bước 1 thì các em vẫn phải nhập cho thầy cái biểu thức này vào. Rồi, sau khi các bạn nhập xong các bạn vẫn ấn CALC. Và khi x dần tới 0 các bạn nhập một số rất sát thẳng 0 cho thầy. Không được nhập số 0 nhé. Bởi vì nếu các bạn nhập số 0 ở đây thì đây là biểu thức 0 trên 0. Và mẫu số nó bằng 0 thì đây là một biểu thức không xác định. Máy tính sẽ không tính được cho các bạn. Đây, thì bấm luôn cho các bạn xem. Số 0 rồi. Đấy, máy tính sẽ không xác định được cho các bạn. Mang error ngay. Rồi các bạn phải nhập một số rất rất là không. Ở đây thì nhập số 0,000001. Đó, rồi ấn dấu bằng. Nó ra 0,1666. Xấp xỉ, kết quả của mình chính là 1/6. Rồi, đến xem ví dụ B. Lim của biểu thức này khi x dần tới 1. Vừa bước 1 các bạn cứ nhập biểu thức vào cho thầy nhé. Rồi, các bạn ấn CALC. X dần tới 1, mình đã nhập một số rất rất là 1. Thầy nhập 1,00001. Đó, bằng. Nó ra trừ 4 rồi, bài này thì có vẻ ra đây. Và tính tính đẹp cho chúng ta. Rồi mình chuyển tiếp sang dạng thứ 3, giới hạn một phía. Con A là x dần tới 2 cộng, tức là giới hạn bên phía phải. Con B là giới hạn bên phía bên trái. Bước 1 vẫn nhập vào biểu thức. Các bạn lưu ý nhé. Ở đây là x dần tới 2 cộng là giới hạn bên phía phải. Ở đây thầy phải nhập một số nào nó sát thẳng 2 và nó phải lớn hơn 2. Thì ở đây thầy nhập số 0,00001 như thế này. Rồi thầy bằng. Đây. Đáp số một số rất lớn nhỉ nhá. Khi nó ra một số rất lớn như thế này thì các bạn tự phải ngầm hiểu cho thầy âm vô cực. Nhớ nhá, âm vô cực một số rất lớn này. Ồ, còn nếu mà dần tới 2 trừ gì sao? Rồi thầy CALC này. Thầy phải nhập một số rất rất là 2 mà nhỏ là 2 thì nhập số 1,0000001.
99 như này. Rồi, nó bằng nó ra 1,3 nhân 10 mũ 10. Đây là một số rất lớn, chúng ta phải tự ngẫm hiểu. Đây là dương vô cực. Vì thế đáp số ở con A là dần tới âm vô cực và con B nó dần tới dương vô cực. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các em một phần nào trong việc giải quyết các đề thi và đề kiểm tra. Nếu các em thấy video hữu ích, các em hãy like và subscribe để có thể theo dõi được nhiều video hữu ích hơn nữa. Xin chào các em.